Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào tiết luyện tập trang 109 của sách giáo khoa toán lớp 3. Những bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì các em hãy nhấn đăng ký và bấm chuông để chúng ta tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh nhé. Bài số 1 này, các em xem từ lịch trên. Chúng ta có một cái từ lịch như này đây. Ngày mùng 3 tháng 2 là ngày thứ mấy? Như vậy người ta đang hỏi đến tháng 2 này, thì các em nhìn đến tháng 2 đúng không? Đấy, đây có 3 tháng này, tháng 1, tháng 2, tháng 3. Lịch của tháng 2 ở đây. Đây, tháng 2 này bắt đầu từ ngày mùng 1 này cho đến ngày 29. Tháng 2 này có 29 ngày. Ngày mùng 3 tháng 2 thì các em nhìn đây, mùng 1 này, mùng 2, mùng 3 này. Mùng 3 tháng 2 gióng ra, nó chính là ngày thứ 3. Như vậy các em sẽ trả lời là câu A. Ý thứ nhất đó là ngày 3 tháng 2 là thứ 3. Tiếp theo, ngày mùng 8 tháng 3 là thứ mấy? Như vậy, ngày mùng 8 của tháng 3 nhé. Bây giờ người ta hỏi sang tháng 3. Như vậy đây là tháng 3 này. Đấy, nó có ngày từ ngày mùng 1 này, ngày đến ngày 31 này. Ngày mùng 8 đây, mùng 8 của tháng 3 chính là ngày thứ 2. Ngày. Các em nhìn đúng ngày đúng tháng nhá. Ngày 8 tháng 3 là thứ 2. Tiếp theo, người ta hỏi các bạn là ngày đầu tiên của tháng 3 là thứ mấy? Ngày đầu tiên của tháng 3 đây chính là ngày mùng 1 tháng 3 đây, chính là ngày thứ 2. Ngày đầu tiên của tháng 3 là thứ 2. Ngày đầu tiên của tháng 3 là thứ 2. Tiếp theo, ngày cuối cùng của tháng 1 là thứ mấy? Vậy các em nhìn vào tháng 1. Đây, lịch của tháng 1 đây. Ngày tháng 1 gồm các ngày từ ngày mùng 1 đến ngày 31. Vậy ngày cuối cùng của tháng 1 chính là ngày 31 tháng 1, chính là ngày thứ 7. Đúng không? Ngày cuối cùng của tháng 1 là thứ 7. Ngày cuối cùng của tháng 1 là thứ 7. Như vậy chúng ta vừa hoàn thành được xong được câu A. Bạn nào chưa xong thì các em dừng lại làm cho xong. Bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển sang câu B. Ta có câu B như sau. Bạn nào chưa xong thì hãy dừng lại các em nhé. Câu B này. Thứ hai đầu tiên của tháng 1 là ngày nào? Như vậy chúng ta nhìn vào tháng 1 này. Có các ngày thứ hai đây này. Đấy, đúng không? Vậy thứ hai đầu tiên của tháng 1 chính là ngày mùng 5 tháng 1. Đây, thứ hai đầu tiên của tháng 1 là ngày 5 tháng 1. Câu B, ý đầu tiên. Ta có thứ hai đầu tiên của tháng 1 là ngày 5 tháng 1. Thứ hai đầu tiên của tháng 1 là ngày 5 tháng 1. Tiếp theo, chủ nhật cuối cùng của tháng 3 là ngày nào?
Vậy nhìn vào tháng 3 nhá, em nhìn vào lịch của tháng 3. Chủ nhật, đây, đây là các cái ngày chủ nhật cuối cùng đây, thì nó chính là ngày 28 tháng 3. Vậy, ý thứ hai trong câu B, chúng ta sẽ có chủ nhật cuối cùng của tháng 3 là ngày 28 tháng 3. Sang ý tiếp theo. Tháng 2 có mấy ngày thứ bảy, đó là các ngày nào? Như vậy người ta đang hỏi tháng 2 thì có mấy ngày thứ bảy? Có một ngày thứ bảy này, thứ bảy này. Đúng không? Đúng rồi, giống như có một ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày. Có 4 ngày thứ bảy, đó là ngày mùng 7 tháng 2 này. Ngày 14 này, ngày 21 và ngày 28. Được chưa? Vậy tháng 2 có 4 ngày thứ bảy. Tháng 2 có 4 ngày thứ bảy. Đó là các ngày mùng 7, 14, 21 và 28 tháng 2. Mùng 7, 14, 21 và 28 của tháng 2. Tiếp theo, tháng 2 năm 20, chúng ta còn một cái câu C nữa. Người ta hỏi là tháng 2 năm 2004 có bao nhiêu ngày? Như vậy, đây là lịch của năm 2004 và đây là tháng 2. Như vậy, tháng 2 của năm 2004 thì có 29 ngày. Từ ngày mùng 1 đến ngày 29, như vậy có 29 ngày. Vậy chúng ta, còn ý C, chúng ta sẽ trả lời ý C như sau. Tháng 2 năm 2004 thì có 29 ngày. Đấy, như vậy là chúng ta đã vừa đi nốt được hai ý B và ý C của bài tập số 1 ở trong quyển sách toán lớp 3. Những bạn nào mà chưa xong các cái bài tập này thì các em dừng lại một chút tiếp tục làm cho xong. Bây giờ cô chuyển sang bài tập số 2. Bài tập số 2 như sau, yêu cầu các bạn xem lịch năm 2005. Xem lịch 2005 tức là xem cái lịch này đây các bạn. Lịch của cái ở trang 107 đấy. Các bạn xem lịch năm 2005 ở trang 107 nhé. Rồi chúng ta cho biết là ngày quốc tế thiếu nhi ngày mùng 1 tháng 6 là thứ mấy. Như vậy tìm sang đây, tháng 6 đây. Tháng 6 này. Ngày mùng 1 của tháng 6. Đây, ngày mùng 1 của tháng 6 chính là ngày thứ tư. Ngày thứ tư, được chưa? Đây, mùng 1 tháng 6 là ngày thứ tư đây. Tức là các bạn phải mở lịch ra, lật cái tờ lịch ở trang 107 của sách giáo khoa để chúng ta nhìn tờ lịch đấy, chúng ta trả lời các câu hỏi. Vậy bài 2, 2A. Ta sẽ trả lời là ngày quốc tế thiếu nhi. Ngày quốc tế thiếu nhi. Mùng 1 tháng 6. Lúc nãy cô bảo là ngày thứ mấy nhỉ? À, ngày thứ tư đúng không? Là thứ tư. Câu thứ hai là ngày Quốc khánh 2 tháng 9 là ngày thứ mấy? Như vậy chúng ta sẽ ghi này, ngày Quốc khánh 2 tháng 9
là. Lại mở lịch ra, các em lại mở lịch ở trang 107. Vì ở trang 107 này chính là lịch năm 2005 đây. Mùng 2 tháng 9, như vậy các em tìm đến lịch của tháng 9. Các em nhìn vào ngày mùng 2. Đây, ngày mùng 2 tháng 9 đây. Mùng 2 tháng 9 tức là ngày thứ 6. Như vậy nó chính là ngày thứ 6, là thứ 6. Tiếp theo, ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là ngày thứ mấy? Ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là, chúng ta xem thử là ngày thứ mấy nhé. Vậy các em sẽ mở lịch tháng 11 ra. Đây, tháng 11 đây. Tháng 11 đây rồi, các em xem ngày 20. Ngày 20 tháng 11 chính là ngày Chủ nhật. Đây, 20 tháng 11 chính là ngày Chủ nhật. Tiếp theo, ngày cuối cùng của năm 2005 là thứ mấy? Vậy chúng ta ghi đã, ngày cuối cùng của năm 2005 là. Vậy các em mở lịch ra. Ngày cuối cùng đây, trong cái tờ lịch này thì cái ngày cuối cùng của năm chính là, đây, ngày này là ngày cuối cùng. À xin lỗi các bạn, đây, ngày này là ngày cuối cùng. Tức là cái ngày chúng ta, một năm chúng ta có 12 tháng, thì tháng 12 là tháng cuối cùng. Các em xem cái ngày cuối cùng của tháng 12 thì chính là ngày cuối cùng của năm luôn. Như vậy 31 tháng 12 chính là ngày cuối cùng của năm. Như vậy nó chính là ngày thứ 7. Là thứ 7. Giáng sang thì nó là thứ 7. Tiếp theo, sinh nhật của ngày của em là ngày nào, tháng nào, hôm đó là thứ mấy? Thì cái này là các bạn trả lời theo cái thực tế sinh nhật của em thôi, đúng không? Ví dụ, thì cái này là các bạn theo cái lịch của năm nay này. Năm nay sinh nhật của em là ngày mấy, tháng mấy, đúng không? Đấy. Và hôm đấy là thứ mấy? Thì chúng ta theo cái thực tế của các bạn thôi nhá. Cái câu này thì nó không có đáp án cụ thể nào cả. Tùy vào từng bạn, đúng không? Ví dụ như sinh nhật em là ngày ví dụ như cô nói là sinh nhật của em thì là ngày 24 tháng 12 chẳng hạn, đúng không? Cô ví dụ như vậy, 24 tháng 12. Hôm đó là thứ mấy? Thì hôm đó là thứ 6, đấy. Thì cái này nhá, cái câu mà sinh nhật em là ngày tháng năm nào ấy, ngày tháng, ngày mấy tháng mấy ấy, ngày nào tháng nào ấy, thì là các em hãy theo cái sinh nhật thực tế của các em năm nay. Đấy, chúng ta sinh nhật vào ngày mấy tháng mấy và năm nay nó rơi vào thứ mấy, thì là thực tế của chúng ta. Đấy, chứ không phải là bạn nào cũng ghi là ngày 24 tháng 12 cả, đúng không nào? Đây cô lấy ví dụ. Là sinh nhật của em là ngày 24 tháng 12 và năm nay thì nó rơi vào ngày thứ 6, thì cô ghi là như vậy. Còn các bạn là sinh nhật cụ thể của các bạn vào ngày nào,
tháng nào thì chúng ta ghi và chúng ta xem thử năm nay thì sinh nhật chúng ta vào thứ mấy thì bố mẹ hướng dẫn các bạn nhé. Chúng ta sẽ chuyển sang câu tiếp theo, đó là câu B. Những bạn nào chưa xong bài 2A, kem dừng một chút để làm xong bài 2A nhé. Sang bài 2B này. Thứ hai đầu tiên của năm 2005 là ngày nào? Như vậy, chúng ta có bài 2B. Thứ hai đầu tiên của năm 2005 như vậy. Kem mở cái lịch năm 2005 ra. Đây, các ngày thứ hai đây. Vậy thứ hai đầu tiên chính là ngày này. Đúng không? Như vậy thứ hai đầu tiên chính là ngày mùng 3 tháng 1. Như vậy chúng ta sẽ trả lời như sau. Thứ hai đầu tiên của năm 2005 là ngày mùng 3 tháng 1. Là ngày mùng 3 tháng 1. Đấy, đây là ngày thứ hai đầu tiên. Người ta cũng có hỏi các bạn là thứ hai cuối cùng. Đây chúng ta vừa xem cái ngày thứ hai đầu tiên đây, đúng không? Đây. Rồi chúng ta sẽ xem ngày thứ hai cuối cùng. Ngày thứ hai cuối cùng thì nó sẽ rơi vào tháng 12. Ngày thứ hai đầu tiên thì nó rơi vào tháng 1. Đấy, như vậy ngày thứ hai cuối cùng nó sẽ đây chính là cái ngày thứ hai cuối cùng đây. Thì nó chính là ngày 26 tháng 12. Như vậy thứ hai cuối cùng của năm 2005 là thứ hai cuối cùng của năm 2005. Nó chính là ngày 26 tháng 12. Chính là ngày 26 tháng 12. Đấy. Câu tiếp theo. Các ngày chủ nhật trong tháng 10 là những ngày nào? Như vậy, Ken xem này, trong tháng 10, đây, tháng 10. Các ngày chủ nhật trong tháng 10 đó là các ngày 2, ngày 9, 16, 23 và 30 tháng 10. Các ngày chủ nhật trong tháng 10 năm 2005 là ngày 2, ngày 9, ngày 2 này, ngày 9 này, 16 này, 23 và ngày 30 của tháng 10. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành thêm được bài tập số 2. Những bạn nào mà chưa xong, các em dừng lại, tiếp tục làm cho xong. Bây giờ cô và các bạn chuyển sang bài tiếp theo, đó là bài tập số 3. Bài tập số 3 như sau. Trong một năm những tháng nào có 30 ngày? Như vậy thì kem có thể dùng tay để kem đếm, đúng không? Tháng 30 ngày là những tháng lõm xuống trừ tháng 2 ra. Ta có tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4 này. Như vậy tháng 4 có 30 ngày này,
tháng 5, tháng 6 này, tháng 6 có 30 ngày này, tháng 7, tháng 8 này, tháng 9 có 30 ngày, tháng 10, tháng 11, tháng 12, như vậy tháng 11 có 30 ngày. Những cái tháng mà nó lõm xuống thì có 30 ngày trừ tháng 2 ra. Hoặc là các em có thể đặt ra ở cái bảng bên này. Đấy, nhưng mà tốt nhất là bố mẹ bảo các con chúng ta dùng cái nắm tay, bởi vì là không phải lúc nào trong cái lúc thi kiểm tra thì cũng có cái bảng sẵn như thế này để các con tra đâu. Đúng không? Đấy, đây là có thì chúng ta tra, còn không có là các em phải dùng nắm tay cô vừa hướng dẫn ở buổi học hôm trước rồi. Cô nói lại này, khi nắm nắm tay lên này, tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 ở đây luôn, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12. Những tháng mà nó nhô lên thì là có 31 ngày, những tháng lõm xuống có 30 ngày, riêng tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày. Như vậy, bài số 3. Câu A, những tháng có 30 ngày là... Có 30 ngày chính là tháng 4, tháng 6, tháng 9 và tháng 11. Như vậy chúng ta có 4 tháng có 30 ngày. Đó là tháng 4, tháng 6, tháng 9 và tháng 11. Những tháng có 31 ngày. Câu B. Những tháng có 31 ngày. Đó là tháng 1 này, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8. Tháng 10 và tháng 12. Đây là những cái tháng trong năm có 31 ngày. Chúng ta có tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10 và tháng 12. Xong toàn bộ bài tập số 3. Chuyển sang bài tập số 4. Những bạn nào chưa xong bài tập số 3, các em dừng một chút làm cho xong. Cô chuyển sang bài tập số 4 như sau. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Ngày 30 tháng 8 là chủ nhật, thì ngày mùng 2 tháng 9 của năm đó là thứ mấy? Như vậy, để làm được bài 4 này, thì các bạn nhớ cho cô là tháng 8 của chúng ta thì sẽ có 31 ngày. Đúng không? Tháng 8 luôn có 31 ngày. Này này, các tháng có 31 ngày là trong đó có tháng 8 đây này. Như vậy, ở đây là chúng ta có ngày 30 tháng 8 này. Chúng ta có 30 tháng 8 này. Xong rồi đến ngày 31 tháng 8 này. Đúng không? Xong ngày 31 tháng 8 là hết tháng 8 thì chúng ta sẽ sang là mùng 1 tháng 9 này. Rồi sang ngày mùng 2 tháng 9 đúng không? Ngày mùng 2 tháng 9 ở đây. Đây ngày mùng 2 tháng 9. Thế ngày 30 tháng 8 là người ta bảo là 30 tháng 8 là chủ nhật. Như vậy cái ngày này này, nó là ngày chủ nhật. Thì sau chủ nhật thế là thứ mấy? À, sau chủ nhật thì cái ngày này sẽ là ngày thứ hai này. Sau thứ hai thì cái ngày này sẽ là ngày thứ ba này. Và sau thứ ba thì cái ngày này sẽ là ngày thứ tư này. Đúng chưa? Ngày thứ tư. Như vậy, sau khi mà chúng ta viết ra như thế này rồi, chúng ta phân tích ra như thế này rồi, thì ngày mùng 2 của tháng 9 nó sẽ rơi vào ngày thứ tư. Đấy, ngày mùng 2 tháng 9 tức là ngày thứ tư. Như vậy ngày mùng 2 tháng 9 là thứ tư thì các bạn sẽ khoanh vào đáp án C. Đấy. Như vậy chúng ta sẽ khoanh vào đáp án đúng chính là đáp án C.
Trên đây là cô và các bạn vừa xong được tiết luyện tập trang 109 sách giáo khoa toán lớp 3. Và để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các em hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, bấm chuông nhé. Hãy chia sẻ và giới thiệu các bạn ở lớp của các em cùng vào xem kênh YouTube Mít Hạnh để ủng hộ cô. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh và các em học sinh ở các bài học tiếp theo.